Xin mến chào thân xin thân ái mến chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì em có đến với bãi kiển của bạn Nam ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre, để cho bạn Nam quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai giống, mai ghép giống nhị ngọc toàn với lại thanh lý một số cái mai xuông mình lợi ha, giá cực kỳ rẻ luôn, hàng bao chuẩn giống, bảo hành giống cho cô chú anh chị mình toàn bộ ha. Thì mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình về gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Rồi mình chào bạn ha. Rồi chào bạn ha, chào cô chú anh chị gần xa ha. Tiếp tục đến với kênh cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai về cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép hoặc là mình làm mình chơi Tết 2025 nha cô chú anh chị. Rồi. Và một cây đầu ghép là mã số 11X, một cây siêu bông mình lợi nha. Rồi. Bình thân là được 15 rưỡi đến 15 mà. Bo khá là già cô chú anh chị. Chiều cao 84. 8072. Rồi cây mã số 11X giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 550 thôi. Rồi đã cái ha. Đây là mã số 12X cũng là một cây nhiều toàn đó nha cô chú anh chị. Toàn sống non xoa đâu cô chú anh chị. Thì em vô dây chỉnh sửa hết. Cái toàn bự lắm cô chú anh chị ơi. Dạ, bình thân là được 19. Rồi quanh 19 luôn. Cụ đế là được 34. Toàn chiều cao là được 60. Bự chản luôn ha. Ủa, đúng rồi. Trái ngang là được 62. Rồi. Rồi cây nhiều toàn em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 700.000 nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi. Và tiếp theo cây mã số 13X cũng là một cây nhiều ngọc toàn nha cô chú anh chị. Rồi. Mình thân là được 17 nha. Cây rồi. Cũng có củ đế nha. Củ là được 32. Chiều cao 57. Trái ngang 55. Rồi, cây mã số 13X thì nhiều ngọc toàn em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 550 nha. Rồi, đợi cái ha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 14X cũng là một cây nhiều ngọc toàn luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này ha, củ đế bằng gốc vàng ươm luôn. Bình thân là 19. Rồi. Củ là được 28. Chiều cao là 46. Trái ngang 57. Rồi. Rồi cây nhiều ngọc toàn này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 550 nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số Số 15X cũng là một cây siêu bông mình lợi nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này thì bo vậy, nó già hết rồi. Giờ cô chú anh chị mình muốn ghép là mình lấy mình ghép liền được luôn á. Rồi. Không số cái này luôn ha các bạn. Rồi. Bình thân là được 18. Chiều cao là 67. Trái ngang 70. Rồi. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 550 thôi. Rồi, đợi cây ha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 16X. Rồi. Cũng là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Rồi, nhị ngọc toàn luôn cô chú anh chị. Cây đế vàng ươm luôn cô chú anh chị. Bình thân là được 18 nha. Rồi. Củ đế là được 30. Chiều cao 67. Trái ngang 56. Rồi, cây mã số 16X giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 650 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Là mã số 17X cũng là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Bình thân là được 19 nha. Chiều cao là 55. Cái ngang 55 luôn. Cái cây này toàn cực kỳ tròn nha cô chú anh chị. Rồi, cây nhị ngọc toàn này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 600 nha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 18X cũng là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này toàn thông cô chú anh chị ha, toàn cực kỳ tròn đều luôn cô chú. Rồi. Anh chị. Bình thân là được 19. Rồi. Chiều cao là được 65. Trái ngang 52. Là cái nhị ngọc toàn em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 650 luôn. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 20X cũng là một cây siêu bông mình lợi nha cô chú anh chị. Rồi. Bình thân là được 17. Rồi. Chiều cao là 70. Trái ngang 56. Rồi. Cây siêu bông mình lợi mã số 19X nha cô chú anh chị. Rồi 19X. Rồi 19X. Giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 550 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Mã số 20X cũng là một cây nhị ngọc toàn cô chú anh chị. Rồi, cái này thân lắc dáng đông quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Dán lắc quá chừng luôn. Vô dây chỉnh sửa rồi hết cô chú anh chị. Rồi, cái này bao cho Tết nha, hàng dài lắm rồi. Bình thân là được 16 nha. Rồi.
đế khá là quái. Cũ ở chỗ này là được 32. Rồi. Rồi tổng đế ha là được 77. Rồi. Chiều cao của cây là được 76. Rồi. Cái ngang là được 65. Rồi. Rồi cái nệm dâu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá cũng chỉ là 900 ngàn bao phí ship và cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi. Rồi cây mã số 20X cũng là một cây cuối clip của em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem cái clip á. Rất mong được cô chú anh chị mình ủng hộ em nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và đã ủng hộ cho bạn Nam trong những clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình nè.